quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay để cùng điểm qua các tin tức quốc tế cập nhật. Tiếp tục diễn biến chiến sự tại Đông Âu, tình hình ở thị trấn Soleda, miền đông Ukraine đến nay vẫn chưa ngã ngũ, dù nơi đây đã gần như bị phá hủy hoàn toàn sau thời gian dài chứng kiến các màn giao tranh không khoan nhượng từ cả phía Nga và Ukraine. Trong diễn biến mới đây, Ukraine nói Nga dội bom Soleda 91 lần trong một ngày. Đáp trả ngoan cường, lực lượng Ukraine dùng súng cối chặn đòn tiến công của lực lượng Wagner ở khu vực này. Trong khi đó, một cựu chỉ huy Nga có phát ngôn gây bất ngờ khi dội gáo nước lạnh vào thành công của Moscow tại Soleda. Ở một diễn biến khác, phó chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đến Belarus giữa bối cảnh Kiev cảnh báo Moscow sẽ phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Ukraine từ lãnh thổ Belarus. Tuy nhiên, trái ngược với lời cảnh báo của Ukraine, chuyên gia nhận định Nga khó có thể tấn công Ukraine từ Belarus do bị địa hình cản trở. Ở Nga, một nhà lập pháp cấp cao cho biết nước này dự kiến tăng tuổi nhập ngũ sau mùa xuân 2023. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nhật họp mặt ký thỏa thuận chung. Ở khu vực Đông Bắc Á, Hàn Quốc tuyên bố trang bị vũ khí hạt nhân nếu căng thẳng với Triều Tiên gia tăng. Nga trả tự do cho cựu chiến binh Hải quân Mỹ, người đã băng qua biên giới giữa Nga và Ba Lan vào tháng 4 năm ngoái. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ bất ngờ thăm Libya. Thụy Điển phát hiện mỏ đất hiếm lớn nhất châu Âu. Thái tử William lảng tránh câu hỏi về hồi ký vừa được phát hành của em trai, hoàng tử Harry. Choáng ngợp hình ảnh hàng trăm nghìn rùa con trên bãi cát ở Brazil. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 13 tháng 1. Như thường lệ, chương trình mở đầu với những cập nhật về tình hình chiến sự tại Đông Âu. Tờ Krasnaya Pravda dẫn các báo cáo gần đây của Ukraine cho biết lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã dội bom thị trấn Soleda, miền đông Ukraine 91 lần trong một ngày sau khi tuyên bố thành công giải phóng khu vực. Theo tờ Krasnaya Pravda, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền đông hôm 12 tháng 1 cho biết các cuộc giao tranh ở Soleda vẫn tiếp diễn và quân đội Ukraine đang chống trả quyết liệt trước sự bao vây của đối phương. Người này nói đối phương đang dồn nguồn lực chính của họ về Soleda. Trước hết là các đơn vị Wagner được đào tạo bài bản cùng các đơn vị khác của Nga. Họ tấn công liên tục với 91 vụ pháo kích đã nhắm vào Soleda chỉ trong một ngày. Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maria thừa nhận tình hình tại Soleda khó khăn, nhưng các chiến sĩ của họ vẫn chiến đấu ngoan cường. Soleda hiện là chiến địa giao tranh chính giữa Nga và Ukraine. Trong bài phát biểu hồi đầu tuần, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thị trấn này gần như bị phá hủy hoàn toàn. Cùng ngày, Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã nã súng cối, ngăn chặn bước tiến công của lực lượng lính đánh thuê Wagner tại Soleda. Theo Newsweek, lực lượng Ukraine đã tấn công các chiến binh Wagner bằng đạn cối 82 ly, khiến đối phương thương vong và phải rút lui. Newsweek cho biết, nhóm Wagner đã chia lực lượng thành các đơn vị nhỏ để tiến công về hướng Bakhmut, thành phố cách Soleda chỉ vài km. Cũng tại chiến địa này, phía Ukraine trước đó đã thực hiện cuộc tấn công bằng đạn pháo và tên lửa Tovka-U, tiêu diệt hơn 100 quân và phá hủy thiết bị quân sự của đối phương. Hiện Nga chưa bình luận về thông tin mà Ukraine đưa ra. Tuy nhiên, trong bài đăng trên Telegram vào cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã cập nhật thiệt hại mới nhất của Ukraine tại Soleda. Vị quan chức nói hỏa lực của Nga đã tiêu diệt 80 quân nhân Ukraine, phá hủy một xe tăng và 5 phương tiện quân sự khác. Giao tranh ở Soleda và Bakhmut đã kéo dài suốt nhiều tháng qua, nhưng trở nên ngày càng khốc liệt trong những tuần gần đây. Vừa qua, người đứng đầu công ty an ninh tư nhân Nga Wagner, ông Prigozhin cho biết lực lượng của ông đã kiểm soát hoàn toàn Soleda. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ, đồng thời khẳng định các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga không xác nhận hay phủ nhận tuyên bố của ông trùm lính đánh thuê Prigozhin. Trong khi Bộ Quốc phòng Nga không xác nhận hay là phủ nhận tuyên bố của ông trùm lính đánh thuê Prigozhin về chiến tích tại Soleda, trang tin Newsweek dẫn lời cựu chỉ huy Nga, ông Igor Ivanovich, khẳng định rằng các trận chiến giữa Nga và Ukraine ở chiến địa này vẫn chưa kết thúc. Ông Ivanovich, một cựu quân nhân Nga và là cựu sĩ quan dịch vụ an ninh liên bang, đã nói rằng việc các đơn vị Wagner chiếm được trung tâm và hầu hết Soleda là một thành công chắc chắn về mặt chiến thuật.
Tuy nhiên, mặt trận của Ukraine vẫn chưa bị xuyên thủng. Ukraine đang tạo ra một tuyến phòng thủ mới ở vùng ngoại ô phía Tây nhờ vào các mỏ muối. Trước đó, ông Ivanovich cũng cho biết trên Telegram hôm 11 tháng 1 rằng sự lãnh đạo quân đội Ukraine hiện đang nắm quyền kiểm soát tình hình ở vùng ngoại ô phía Tây của thành phố. Ông nói thêm, dù việc rút lui của Ukraine sẽ đi kèm với những tổn thất không thể tránh khỏi, Ukraine vẫn đang duy trì quyền kiểm soát và không có chuyện bỏ chạy. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cũng đã cho biết rằng lực lượng Nga có khả năng kiểm soát Soledad sau một cuộc tiến công chiến thuật kéo dài 4 ngày, đánh dấu một thành công lớn đối với lực lượng Nga. Thưa quý vị, tướng Oleh Salyukov, phó chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, đã đến Belarus vào ngày 12 tháng 1. Trong bối cảnh Ukraine liên tục bày tỏ quan ngại, Moscow sẽ một lần nữa mượn lãnh thổ Belarus để mở cuộc tấn công mới vào nước này. Theo thông báo của Bộ Tổng Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Nga, tướng Salyukov đã thăm doanh trại của lực lượng Nga đóng quân ở Belarus. Ông kiểm tra cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt của các binh sĩ Nga, đồng thời nói chuyện với họ. Trong thông báo trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận chuyến thăm của tướng Salyukov. Bộ cho biết đại diện của Nga đã thị sát các cuộc diễn tập phối hợp tác chiến giữa hai nước, qua đó đánh giá mức độ sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ vì lợi ích an ninh của liên bang. Lực lượng chung giữa Nga và Belarus được thành lập vào tháng 10 năm 2022 với 9.000 quân nhân Nga và 70.000 quân nhân Belarus. Chuyến thăm Belarus của ông Salyukov diễn ra một ngày sau khi vị quan chức này được bổ nhiệm làm phó chỉ huy mới của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Trong khi tướng Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng thay thế ông Sergei Surovikin làm chỉ huy chiến dịch. Bất chấp Kiev lên tiếng cảnh báo về việc Nga sẽ tấn công Ukraine từ lãnh thổ Belarus, một chuyên gia quân sự lại nhận định rằng những bờ sông bị vỡ, đầy bùn và những cánh đồng ngập nước quanh biên giới phía Tây Bắc giáp với Belarus của Ukraine sẽ khiến khả năng này khó diễn ra. Các quan chức Ukraine đã cảnh báo về cuộc tấn công mới sắp xảy ra của Nga khi Belarus nằm ở phía Bắc. Belarus sẽ được xem là bệ phóng nếu Moscow quyết định tấn công. Nga và đồng minh thân cận Belarus đã tăng cường nhóm quân sự chung ở Belarus và có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận hàng không bắt đầu từ thứ hai tuần tới. Trong bối cảnh đó, những khu rừng rậm và đầm lầy nguy hiểm của vùng biên giới được trấn thủ bởi lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Volyn, một trong hàng trăm đơn vị Ukraine được chiêu mộ từ những người dân địa phương đã lên tiếng sẵn sàng bảo vệ cộng đồng của mình. Tập trận cách biên giới Nga vài km về phía nam, các binh sĩ và sĩ quan của Ukraine đã nói với Reuters rằng việc mùa đông ôn hòa bất thường đã mang lại cho họ lợi thế chiến thuật đáng kể. Viktor Rokun, một trong những phó chỉ huy của lữ đoàn, cho biết chính mảnh đất của ta sẽ giúp ta bảo vệ mọi thứ. Nhà phân tích Korab Muzika, người điều hành công ty tư vấn quốc phòng Rochan Konstantin, nói rằng dù Nga đang tăng cường quân ở Belarus, nhưng việc tấn công vào Tây Bắc Ukraine từ Belarus sẽ gặp khó khăn rất lớn. Ông nói đây sẽ là một nơi khủng khiếp nếu muốn tiến hành chiến dịch tấn công. Khu vực này không có nhiều đường mà chỉ toàn là sông suối. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, hôm 12 tháng 1, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố đưa thêm 36 công dân Anh vào danh sách trừng phạt. Theo đó, những người này sẽ bị cấm nhập cảnh vào Nga. Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Moscow quyết định mở rộng danh sách trừng phạt công dân Anh vì chính phủ Anh tiếp tục theo đuổi đường lối chống Nga, tích cực áp dụng cơ chế trừng phạt công dân Nga, đồng thời tiến hành một chiến dịch tuyên truyền nhằm làm mất uy tín của Nga và cô lập Nga trên trường quốc tế. Bộ khẳng định Moscow sẽ đáp trả tương xứng các hành động ủng hộ Ukraine chống lại Nga. Bộ Ngoại giao Nga không nêu danh tính các cá nhân vừa bị đưa vào danh sách trừng phạt. Kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2, Anh là một trong những quốc gia áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhất lên Nga, đồng thời tích cực viện trợ cho Ukraine. Mới đây nhất, Anh đã tuyên bố cung cấp xe tăng chủ lực cho Ukraine sau vài ngày truyền thông nước này đưa tin chính phủ đang cân nhắc gửi khoảng 10 xe tăng Tranger 2 đến quốc gia Đông Âu. Cùng ngày, một nhà lập pháp cấp cao của Nga cho biết Moscow có thể nâng độ tuổi nhập ngũ, gia nhập vào lực lượng vũ trang đối với công dân ngay sau mùa xuân này. Được biết, việc này nằm trong kế hoạch tăng 30% quân số của Nga. Trước đó, hồi tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ các đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc nâng độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với công dân Nga. Cụ thể sẽ nâng lên trong độ tuổi từ 21 đến 30 thay vì 18 đến 27 như hiện tại. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Nga, ông Andrei Katapolov, cho biết rằng Nga có thể nâng mức tuổi nhập ngũ cao hơn lên độ tuổi 30 trong kế hoạch mùa xuân năm nay. Binh lính trong lực lượng vũ trang của Nga hiện tại là sự kết hợp giữa lính hợp đồng và lính nghĩa vụ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu, đã vạch ra kế hoạch
sẽ nâng tổng số binh lính từ 1,15 triệu lên 1,5 triệu. Khi được hỏi về những thay đổi có thể xảy ra, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Năm 12 tháng 1 rằng, về lý thuyết, Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ việc tăng tuổi nhập ngũ, nhưng các thông tin chi tiết và chính xác sẽ tùy thuộc vào Bộ Quốc phòng. Vai trò của những người lính nghĩa vụ ở Ukraine đã được đặc biệt chú trọng ngay sau xung đột nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Cũng vào tháng 9 năm ngoái, Nga tuyên bố huy động binh lính lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, triệu tập hơn 300.000 cựu quân nhân, bao gồm cả những người từng đi nghĩa vụ để hỗ trợ cuộc xung đột ở Ukraine. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác. Hôm 12 tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada tại Lầu Năm Góc và cho biết liên minh giữa hai nước là nền tảng của hòa bình và an ninh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông Austin cho biết rằng hai nước sẽ ký hai thỏa thuận quốc phòng, bao gồm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến và thỏa thuận về việc kết nối các cơ sở quốc phòng và công nghiệp của các quốc gia. Hiện có 18.000 thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân tại Nhật Bản, nơi đây tập trung quân lớn nhất của Mỹ bên ngoài lãnh thổ quốc gia. Hầu hết các căn cứ nằm trên đảo Okinawa, là một phần thuộc chuỗi đảo trải dài dọc theo rìa biển Hoa Đông, đến phạm vi khoảng 100 km của đảo Đài Loan. Sự hiện diện đông đảo của quân Mỹ ở hòn đảo cũng đã mang lại một số bất cập trong khu vực. Chính quyền Okinawa cũng đã đưa ra đề xuất rằng nên phân chia lực lượng cho các vùng khác của Nhật Bản. Hiện có tổng cộng khoảng 54.000 lính Mỹ ở Nhật Bản. Trong khi đó, một quốc gia đồng minh khác của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á là Hàn Quốc vừa tuyên bố Seoul có thể sẽ trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu căng thẳng với Bình Nhưỡng tiếp tục gia tăng. Động thái này diễn ra sau khi lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un cho biết trong tháng này rằng Bình Nhưỡng sẽ phát triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới trong bối cảnh Mỹ-Hàn đang tìm cách cô lập và tăng sức ép đối với nước này. Trong cuộc họp chính phủ hôm 12 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc ông Yoon Suk-yeol nói nếu vấn đề hạt nhân của Triều Tiên ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, Hàn Quốc có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân cho riêng mình. Nhà lãnh đạo bổ sung, với khoa học và công nghệ hiện tại của chúng ta, Hàn Quốc sẽ không mất nhiều thời gian để sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo đài RT, Mỹ đã rút vũ khí hạt nhân của mình ra khỏi Hàn Quốc vào năm 1991 sau các cuộc đàm phán giải trừ quân dự bị với Bình Nhưỡng và Moscow. Nhưng mối quan hệ kể từ đó đã bắt đầu xấu đi khi Triều Tiên đẩy mạnh các vụ thử tên lửa vào năm ngoái và triển khai quyền sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu vào luật quốc gia vào tháng 9. Sự leo thang này đã khiến Seoul lo lắng và đang tìm cách củng cố liên minh quân sự với Mỹ và tăng cường hợp tác với Nhật Bản. Ông Yeon cũng cho biết rằng các nước đồng minh đang thảo luận về việc tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung mới cũng như các cuộc tập trận liên quan đến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã phủ nhận việc Washington đang xem xét các cuộc tập trận hạt nhân chung với Hàn Quốc. Cũng trong ngày 12 tháng 1, Nga đã trả tự do cho một công dân Mỹ đã đi vào vùng lãnh thổ Kaliningrad của nước này trong những tuần đầu tiên sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Đó là cựu chiến binh Hải quân Mỹ Taylor Dooley, 35 tuổi, người đã băng qua biên giới giữa Nga và Ba Lan vào tháng 4 năm ngoái. Thông tin được Reuters đăng tải. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã nhận được các thông tin về việc một công dân Mỹ đã bị trục xuất khỏi Nga. Một người phát ngôn sau đó đã từ chối bình luận thêm về vụ việc với lý do liên quan đến quyền riêng tư. Bộ Ngoại giao Nga cũng không phản hồi trước những yêu cầu bình luận. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ba Lan thì từ chối bình luận về vụ việc. Anh Dubley được trả tự do tại cửa khẩu biên giới Bakrasnok-Bezhdi. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Washington vẫn đang rạn nứt sau cuộc xung đột ở Ukraine. Trước đó, ngôi sao bóng rổ Britney Griner đã được Nga trả tự do vào tháng trước để đổi lấy một thương nhân bán vũ khí người Nga Viktor Bor sau cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Nga. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Bill Richardson là người hỗ trợ trả tự do cho những công dân Mỹ bị giam ở nước ngoài, cho biết đã gặp Dudley ở biên giới và xử lý vụ việc này trong nhiều tháng qua. Phía ông Richardson cho biết các cuộc đàm phán để trả tự do cho Taylor đã được thực hiện một cách kín đáo và có sự tham gia ở cả Moscow và Kaliningrad, cùng với sự hỗ trợ đầy đủ từ gia đình của Taylor ở Mỹ. Cùng ngày, Nga đã đặt câu hỏi rằng liệu Thụy Điển có điều gì đang che giấu về vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream xảy ra vào năm ngoái hay không, đồng thời chỉ trích Stockholm vì không chia sẻ thông tin trong các cuộc điều tra về vụ nổ.
các nhà chức trách Thụy Điển và Đan Mạch hiện đang đảm nhận việc điều tra 4 lỗ hổng trong đường ống Nord Stream 1 và 2 nối từ Nga đến Đức thông qua biển Baltic và trở thành điểm nóng trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Maria Zakharova cho biết, việc Thụy Điển từ chối tham gia điều tra với các công tố viên Nga là điều khó hiểu và cho biết Moscow có quyền được biết chi tiết về cuộc điều tra vụ nổ xảy ra vào tháng 9 năm ngoái. Moscow đã đề xuất với Stockholm thành lập một cuộc điều tra chung về các vụ nổ, nhưng cả Thụy Điển và Đan Mạch đều không đồng ý về sự tham gia của Nga. Tại một cuộc họp báo ở Moscow hôm 12 tháng 1, bà Zakharova cho rằng Thụy Điển đang che giấu sự thật về những gì họ đã phát hiện ra trong lúc thực hiện cuộc điều tra. Thụy Điển và điều tra viên khác của châu Âu nói rằng các cuộc tấn công được thực hiện có chủ đích, nhưng họ không cho biết ai chịu trách nhiệm. Trong khi đó, Moscow khẳng định phương Tây là bên phá hoại. Việc xây dựng Nord Stream 2 để vận chuyển khí đốt của Nga đến Đức được hoàn thành vào tháng 9 năm 2021, nhưng chưa bao giờ được đưa vào hoạt động sau khi Berlin tuyên bố không cấp phép hoạt động cho đường ống này chỉ vài ngày trước khi Moscow đưa quân vào Ukraine vào tháng 2. Thưa quý vị, vừa qua, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA, ông William Burns đã có chuyến đi hiếm hoi tới Libya và gặp Thủ tướng Abdul Hamid al-Bourbiba tại Tripoli. Thông tin được Reuters trích dẫn thông báo của chính phủ Libya. Chính quyền của Thủ tướng Libya Dibeba đã thông báo chuyến thăm của Giám đốc CIA Burns trên Facebook, kèm bức ảnh chụp hai vị quan chức cùng nhau. Reuters dẫn hai nguồn tin thân cận khác cho biết, Giám đốc CIA Burns cũng có cuộc gặp mặt với tướng Khalifa Haftar, người lãnh đạo chính quyền ở miền đông Libya. CIA chưa đưa ra thông báo chính thức về chuyến thăm trên. Kể từ năm 2014, Libya đã bị chia cắt bởi các phe phái ở phía đông và phía tây đất nước. Chính quyền của ông Dibeba được thành lập với sự hậu thuẫn của Liên Hợp Quốc vào năm 2021 như một phần trong nỗ lực thiết lập lại nền hòa bình ở Libya, song lại không được các phe phái ở phía đông công nhận. Điều này khiến người dân Libya lo ngại về một cuộc chiến mới có thể xảy ra. Dẫn một số nguồn thạo tin, Reuters cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã triệu tập đại sứ Thụy Điển tại Ankara sau khi hình ảnh về một con rối mô tả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bị treo ngược trong một cuộc biểu tình ở Thụy Điển phát tán trên mạng xã hội. Theo Reuters, đại sứ Thụy Điển tại Ankara, Staff Hörström, được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13 tháng 1. Bộ Ngoại giao Thụy Điển xác nhận thông tin trên, song không đề cập chi tiết về nội dung thảo luận giữa hai bên. Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 vừa qua, nhưng vấp phải trở ngại từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, hai nước đã ký một thỏa thuận ba bên với Thổ Nhĩ Kỳ, với kỳ vọng nhận được sự đồng ý của nước này trong tiến trình gia nhập NATO. Theo hiến chương NATO, để trở thành một phần của khối quân sự lớn nhất thế giới, ứng viên phải được toàn bộ thành viên liên minh chấp thuận. Trong khi đó, ở Thụy Điển, công ty khai khoáng thuộc sở hữu nhà nước LKAB cho biết họ vừa phát hiện mỏ đất hiếm lớn nhất châu Âu tại thành phố Kiruna thuộc vùng cực bắc nước này. Thông tin được Reuters đăng tải. Giám đốc điều hành LKAB Khan Mosham trong tuyên bố nói, đó là một tin tốt không chỉ cho công ty chúng tôi, cho người dân Thụy Điển mà còn cho cả châu Âu. Theo LKAB, mỏ đất hiếm được tìm thấy bên cạnh một mỏ quặng sắt và có trữ lượng ước tính là hơn 1 triệu tấn. Ông Mosham nhấn mạnh, mỏ đất này có thể sẽ trở thành nguồn tài nguyên quan trọng, cung cấp khoáng chất cần thiết cho nhiều quy trình sản xuất công nghệ cao và được sử dụng trong chế tạo xe điện, tua bin gió, micro và loa. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Thụy Điển Abba Bush nhận định, nhu cầu đối với khoáng sản hiện là rất lớn trong bối cảnh EU đang nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất và trong sinh hoạt, cũng như giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nơi phần lớn đất hiếm được khai thác. Tuy nhiên, theo LKAB, quá trình tìm hiểu, nghiên cứu mỏ đất hiếm và bắt đầu khai thác nó lại mất thời gian dài, khoảng từ 10 đến 15 năm. Hiện Thụy Điển đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu. Vài ngày qua, cuốn hồi ký Spy tạm dịch là người dự bị của Hoàng tử Harry đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng ngay từ ngày đầu tiên phát hành. Khi được hỏi về tác phẩm này trong lần xuất hiện công khai mới đây, Thái tử William đã từ chối trả lời. Thái tử William cùng vợ là Vương phi Kate đã đến thăm một bệnh viện và một tổ chức từ thiện ở miền Bắc nước Anh trong ngày 12 tháng 1. Theo Reuters, con trai đầu của vua Jacques đệ tam đã phớt lờ câu hỏi của giới truyền thông về việc liệu anh đã đọc cuốn hồi ký của em trai mình chưa. Cho đến nay, cả cung điện Buckingham cũng như trợ lý của bất kỳ thành viên nào của Hoàng gia Anh đều từ chối bình luận về hồi ký Spy của Hoàng tử Harry.
Trong cuốn hồi ký, con trai thứ hai của vua Jacques Đệ Tam đã tiết lộ những câu chuyện mà anh chưa từng công khai. Nổi bật là việc anh từng cầu xin cha mình không cưới người vợ thứ hai, bà Camilla, hiện là vương hậu, hay từng bị anh trai William đánh, và cả chuyện anh hạ gục 25 chiến binh Taliban khi thực hiện nhiệm vụ ở Afghanistan. Trong phần cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với nước Anh để thăm một con tinh tinh phương Tây sơ sinh. Đây là loài động vật đang bị đe dọa nghiêm trọng. Vườn thú Chester ở hạt Cheshire, Vương quốc Anh cho biết, con tinh tinh này giới tính đực, ra đời vào ngày 9 tháng 12 và chưa được đặt tên. Mẹ của nó là con tinh tinh cái, tên Gigi. Andrew Ladyhan, chuyên gia của vườn thú, đã ví sự ra đời của cá thể trên là tia hy vọng trong nỗ lực cải thiện quần thể tinh tinh phương Tây, vốn bị suy giảm đến 80% về số lượng trong 25 năm qua. Loài linh trưởng này từng xuất hiện trên khắp châu Phi, nhưng hiện chỉ còn được tìm thấy ở Tây Phi như Senegal hay Ghana. Săn bắn, lấy thịt và phá rừng là những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng số lượng loài tinh tinh phương Tây. Trong khi đó, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã WCS mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh hàng trăm nghìn cá thể con của rùa sông Nam Mỹ khổng lồ xuất hiện trên các bãi cát dọc theo sông Whirlpool, biên giới Brazil và Bolivia. Rùa sông Nam Mỹ khổng lồ không chỉ có kích thước lớn nhất Mỹ Latin, mà còn là quần thể rùa đơn lẻ lớn nhất thế giới hiện nay. Dreman Ferreiro Medina, giám đốc khoa học của WCS tại Colombia cho biết, kể từ cuối tháng 9, ước tính có khoảng 80.000 con rùa cái trưởng thành đã tập trung trên những bãi cát dọc theo sông Whirlpool để làm tổ và đẻ trứng. Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc, một sự kiện đáng kinh ngạc. Rùa con bắt đầu nở vào giữa tháng 12 và sau đó là đầu tháng 1. Một con rùa sông Nam Mỹ khổng lồ trưởng thành sẽ nặng 90 kg, dài hơn 1 mét. Rùa là loài vật đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng hệ sinh thái. Nó vừa giúp phân tán hạt giống, tái tạo thảm thực vật dọc theo các sông, vừa đóng góp đáng kể vào việc duy trì lưới thức ăn ở khu vực sông. WCS đang phối hợp với chính quyền ở Bolivia và Brazil để thực hiện các nỗ lực bảo tồn quần thể quan trọng này. Chúng tôi sẽ triển khai các công nghệ mới, chẳng hạn như máy bay không người lái và máy ảnh nhiệt hồng ngoại để ước tính số lượng của chúng. Quần thể rùa sông Nam Mỹ từng có đến hàng triệu con nhưng bị suy giảm theo thời gian do hoạt động của con người như săn bắn và bị mất môi trường sống. Đến với chuyển động thể thao quốc tế, cập nhật về tình hình chuyển nhượng giữa mùa giải 2022-2023 tại Ngoại hạng Anh. Reuters đưa tin Manchester United mới đây đã thành công mượn được tiền đạo người Hà Lan Wout Weghorst từ Burnley để lấp đầy khoảng trống ở hàng công sau khi chia tay siêu sao Cristiano Ronaldo. Theo Reuters, Man United đã trả 3 triệu đô la Mỹ cho Besiktas, câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ đang mượn Weghorst để tìm người thay thế. Sau đó, Quỷ Đỏ ký hợp đồng với chân sút người Hà Lan theo dạng cho mượn đến hết mùa giải từ đội chủ quản Burnley. Weghorst đã sang Anh để kiểm tra y tế trong ngày 12 tháng 1. MU đã giáo diết tìm một tiền đạo mới để thay thế Ronaldo từ cuối năm ngoái. Không có ngân sách cho đợt chuyển nhượng lần này, chủ sân Old Trafford nhắm đến các thương vụ cho mượn hoặc miễn phí. Giữa các sự lựa chọn như Memphis Depay, Riyad Mahrez, Choupo-Moting và Wout Weghorst, cuối cùng huấn luyện viên Ten Hag đã chọn chân sút người Hà Lan. Weghorst năm nay sẽ bước sang tuổi 31. Tiền đạo này từng là chân sút hàng đầu với kỹ năng không chiến nổi trội. Anh từng có 5 mùa giải liên tiếp ghi trên 18 bàn ở các giải vô địch bóng đá quốc gia Hà Lan và Đức. Năm 2021, anh chuyển sang Burnley, song chỉ ghi được 2 bàn sau 20 trận ra sân. Gia nhập Besiktas theo dạng cho mượn từ đầu mùa này, Weghorst đã chơi 18 trận và có 9 bàn thắng. Lần gần nhất anh được truyền thông chú ý là khi lập cú đúp vào lưới Argentina tại World Cup 2022 trên đất Qatar. Thưa quý vị, ở Gaza, nhiệt độ hiện nay đã giảm xuống 7 độ C. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn những người có niềm đam mê với môn bơi lội tại đây ngừng hoạt động bơi lội thường ngày của họ. Tại bãi biển ở thị trấn Beit Lahia, phía bắc dải Gaza, Hassan Khamos, 48 tuổi, chia sẻ, việc bơi lội trong mùa đông đặc biệt tốt cho sức khỏe. Ông đã duy trì hoạt động này mỗi ngày trong nhiều năm qua. Nó giúp ông giữ dáng và hồi phục đáng kinh ngạc sau cơn đột quỵ 10 năm trước. Tôi đi bơi mỗi ngày. Tôi không bỏ bất kỳ một ngày nào kể từ năm 2012. Cảm ơn Chúa, cơ thể của tôi vẫn luôn khỏe mạnh. Ông Khamos là một trong hàng trăm người ở Gaza có niềm đam mê với bơi lội. Họ thường chia thành các nhóm nhỏ dọc theo bãi biển để khởi động và tập luyện cùng nhau.
Bơi lội không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, mà đối với một số người, đó là cách để họ loại bỏ những năng lượng tiêu cực. Con người có thể giải tỏa gánh nặng tâm lý khi ra biển và bơi lội. Đó cũng là cách tốt nhất để khởi đầu ngày mới, với tinh thần sảng khoái và một thể trạng tốt. Gaza có diện tích 365 km2, hiện là nơi sinh sống của 2,3 triệu người Palestine. Những chia sẻ về niềm đam mê với môn bơi lội của người dân sống ở dải Gaza vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.